Lần đầu thử làm bánh quy hoa anh đào và cái kết cứ gọi là ngoài tầm vũ trụ luôn. Trước tiên là phải bay qua Nhật Bổn hái hoa anh đào cái đã. Nhưng mà không đúng mùa nên là thôi, tôi lại về mò đi mua hoa anh đào muối đây. Sau khi rửa hoa anh đào vài lần và ngâm nước khoảng 30 phút cho bớt mặn thì các bác xếp hoa ra giấy hoặc vải cho thấm bớt nước đi. Xong rồi thì các bác đem đi hong gió hoặc là phơi nắng cho hoa khô bớt. Hoa anh đào đẹp thế này bảo sao các bạn bên Nhật cứ đến mùa hoa anh đào là tràn ngập ảnh luôn. Tôi nhìn tôi còn mê nữa là. Mẹ bánh hôm nay tôi làm được khoảng 30 cái bánh quy nên là bác nào thích ăn nhiều hay ăn ít thì tăng hoặc giảm công thức đi này. Bơ lạt tôi dùng 100g để ở ngoài cho hết lạnh. Dùng phấy dẹt miết miết cho bơ mềm nhuyễn ra rồi thêm 45g đường bột vào trộn thật mịt. Bác nào mà không có đường bột thì dùng đường trắng xay nhỏ ra là được. Sau khi bơ và đường quyện vào với nhau thì các bác tách cho tôi một lòng trắng trứng gà, nhưng mà lấy một nửa lòng trắng khoảng 15g thôi. Đổ vào phần bơ và đường tiếp tục trộn cho đều. Trứng gà các bác nhớ là không để lạnh nha. Công thức bánh này tôi làm nửa lòng trắng trứng gà, bác nào mà thích bánh bông hơn thì cho hết lòng trắng vào cũng được. Đoạn này thì các bác dùng phấy lồng sẽ nhanh hơn này. Tôi dùng 120g bột mì đa dụng dây vào hỗn hợp bơ và đường. Các bác trộn thật đều cho bột mì và bơ quyện vào với nhau thành một khối, rồi thêm 10g bột sư tử vào. Đáng nhẽ là cho luôn từ đầu cũng được, nhưng mà đến đoạn này tôi mới nhớ ra. Bánh quy thì mấy lần trước tôi cũng ngon men làm rồi, nhưng mà làm lần nào cũng không thấy ngon và thơm như ngoài hàng. Cứ thắc mắc mãi, hóa ra là để bánh thơm ngon hơn và màu sắc vàng ươm như ngoài quán thì phải thêm bột sư tử vào. Tính ra nó cũng chả đắt đâu, nhưng mà nhiều khi nghe tên là lạ cứ sợ đắt chả dám mua ấy. Sau khi trộn xong thì các bác cho vào túi bắt kem. Ở đây tôi cho hơi nhiều bột đến lúc bắt bánh nó bị cứng quá. Bóp bột run hết cả tay ra mà bánh vẫn không đều. Các bác cứ cho mỗi lần một ít bột thôi làm cho nó dễ. Đoạn này là tôi đang đánh dấu để lúc nữa bắt bánh cho nó tròn này. Lúc mà bóp bột ra các bác cố gắng đều tay một chút thì đến lúc nướng bánh sẽ chín đều hơn. Ngoài hình tròn ra thì các bác có thể sáng tạo thêm các hình khác cho nó đẹp nhé. Sau đó các bác đem đi nướng 120 độ khoảng 15 phút rồi đem ra ngoài để nguội là giòn tan luôn. Trong khi chờ bánh chín thì tôi chuẩn bị phần trang trí bánh. Phần giữa của bánh thì tôi làm bằng sô cô la trắng. Nếu các bác thích sô cô la đen thì có thể thay thế vào cũng được, nhưng mà lúc gắn hoa vào nó không được đẹp ấy. Sô cô la các bác có thể cho vào lò vi sóng quay cho tan chảy ra, hoặc là làm như tôi, cho nước nóng lên rồi cho bát sô cô la vào, khuấy một lúc là nó tan ra, khuấy tan hết sô cô la ra là được. Bác nào mà fan của sô-cô-la thì món này đúng cực phẩm luôn. Đúng kiểu à, vừa đẹp người lại đẹp nết. Ăn ngon kiểu quý sơ tộc luôn. Các bác cho một nửa số sô-cô-la vào túi bắt kem để bóp vào phần giữa bánh cho nó dễ. Còn không thì có thể dùng cốc rót hoặc là thìa đổ xuống cũng được. Bánh nguội rồi các bác cho sô-cô-la vào giữa, gắn hoa anh đào lên trên rồi đem đi cất ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút là sô-cô-la đông lại rồi. Nếu mà chỉ làm một màu bánh đơn giản thế này thì không phải tôi rồi. Nhất định là phải có màu mè nha. Thêm một chút matcha vào sô-cô-la để tạo màu xanh này. Mà phải công nhận, bột matcha nó có mùi thơm lắm luôn. Thơm kiểu rất là thơm nha. Nhiều khi cứ quay xong video rồi ngồi thu âm, nhìn lại mấy món mình làm lại nghĩ đến chuyện cũ. Nhớ hồi trẻ, lần đầu tiên đi cà phê với Giai các bác ạ. Trời mùa đông lạnh lạnh vào quán cà phê, Giai hỏi: "Em uống gì?" Xem xong menu xong dõng dạc kêu: "Cho em ly sô-cô-la nóng." Thì có biết món đấy là món gì đâu, cứ gọi. Đến lúc phục vụ mang ra, nhấp một ngụm đầu tiên là biết thôi rồi, dại rồi. Ngọt khé cổ luôn. Tính mình thì hay tiếc của, cố uống nốt cho nó hết khỏi phí. Khiếp, bữa đó uống xong sợ tận già. Giờ mà ai bảo mời sô-cô-la nóng nữa thì thôi, vái thầy cả nón luôn.